Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh SACA đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 8 2021-2025 với hơn 200 khách mời là đại diện cho các doanh nghiệp hội viên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố về tham dự. Kết quả bầu chọn 28 doanh nhân vào ban chấp hành hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và quản lý nhà Việt Nam VM Property, thành viên của Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, qua hơn 10 năm phát triển, luôn say mê nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ cao trong xây dựng nhằm mang lại hiệu quả về kinh tế và công năng sử dụng cho công trình. Đặc biệt, công nghệ sàn phẳng lõi rỗng SVRO của công ty đã giúp cho quá trình thi công của các nhà thầu được tiết kiệm về thời gian, tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vật tư, giúp cho các kiến trúc sư có thể thiết kế sáng tạo rất hiệu quả, tạo nên không gian thoáng đẹp, giúp cho chủ đầu tư có công trình đạt yếu tố mỹ quan, có khả năng cách âm làm tăng độ cao cấp cho công trình, và đặc biệt là khả năng giảm truyền nhiệt nhờ lõi xốp EPS đưa vào trong bê tông, giúp công trình tiết kiệm năng lượng hiệu quả và tiến tới các tiêu chuẩn xanh. Trong thời gian qua, công nghệ sàn phẳng SVRO đã được ứng dụng cho rất nhiều công trình như chung cư, trung tâm thương mại, chùa chiền, khu du lịch, khách sạn, từ miền Bắc đến miền Trung vào miền Nam. Hướng tới năm 2021, VN Property đã tiếp tục ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao cho các dự án lớn trên cả nước. Sắp tới là đưa cái giải pháp công nghệ sàn vượt nhịp của VN Property vào các công trình của bệnh viện, trường học, các tòa nhà chung cư. Đó là những cái giải pháp mà giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm được tổng mức đầu tư về phần thô từ 5-7%. Nếu về phần hoàn thiện mà khi dùng giải pháp này cộng lại thì sẽ được từ 7-10%. Chiều cao cho phép theo quy hoạch thì khi dùng giải pháp của sàn của VN Property thì chủ đầu tư thì có thể thêm được một tầng nữa. VRO Group giới thiệu quy trình lắp đặt và thi công giải pháp sàn nhẹ SVRO. Bước 1. Lắp đặt cốt pha sàn. Cốt pha sàn là cốt pha phẳng, không hạ dầm, thi công đơn giản, được sử dụng phổ biến hiện nay như cốt pha ván ép, ván khuôn nhựa, ván khuôn thép. Giáo chống sàn là các loại giáo thông dụng như giáo nêm, giáo ban phổ biến trên thị trường. Bước 2. Đặt thép lớp dưới và dầm bo biên. Thép sàn lớp dưới gồm thép cơ sở và thép tăng cường bụng sàn. Dầm bo biên có cấu tạo cao bằng sàn, chỉ có một kích thước nên rất dễ dàng thi công. Bước 3. Lắp đặt tấm sàn SVRO. Tấm sàn SVRO có cấu tạo gồm một lưới thép chịu lực cường độ cao được liên kết với hệ thanh rích rác tạo thành kết cấu khung làm việc 3 chiều. Rích rác giúp tấm chịu các lực tác động trong quá trình thi công và làm vai thép chống cắt cực tốt cho các sườn cấu tạo của sàn sau này. Lõi xốp EBS nằm ở giữa hai lưới thép có trọng lượng nhẹ, có tác dụng tiết kiệm bê tông ở trục trung hòa nên ít tham gia vào chịu lực, góp phần làm giảm trọng lượng cho sàn. Lõi xốp đặc nguyên khối vắt cạnh có lỗ trụ xuyên tâm giúp tăng hiệu quả đầm bê tông lớp đáy sàn. Trụ bê tông này có tăng liên kết giữa hai mặt giúp sàn không bị phá hoại cục bộ trước các tải trọng tập trung. Các con kê bằng u nhựa bản rộng và giá đỡ giúp cố định lõi xốp nằm giữa mặt cắt sàn, phân tách mặt xốp với lưới thép chịu lực, tạo khoảng trống cho lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Tấm sàn SVRO được lắp đặt nối tiếp nhau, cố định vị trí bằng thép ly buộc, khoảng cách bằng một thân sườn cấu tạo, hai tấm liên tiếp được liên kết với nhau bằng rô thép âm dương trở sẵn. Tấm sàn được sản xuất tiền chế thành các mô đun kích thước hợp lý nên dễ dàng vận chuyển vào cẩu lắp, tốc độ lắp đặt sàn nhanh và thi công đơn giản. Do đã có lưới thép cấu tạo nên không cần bổ sung thép trụ lực miền trên như các mẫu sàn khác. Bước 4. Lắp đặt thép nấm đầu cột. Nấm đầu cột gồm thép miền trên để chịu moment âm gối sàn, hệ khung răng lược bằng thép cường độ cao chống cắt cực tốt, được sản xuất tiền chế nên lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện. Sau khi lắp đặt xong, sàn được đổ bê tông toàn khối đảm bảo chất lượng,
Do xốp được làm vắt cạnh giúp cho bê tông dễ dàng linh động, lấp đầy các khoảng trống dưới đáy sàn. Bê tông lớp dưới được đầm đặc chắc dưới áp lực đầm tại các sườn dầm và lỗ trụ, loại bỏ hẳn việc rỗ sàn do bê tông đổ tự dâng như các sàn lõi rỗng thông thường khác. Sàn thành phẩm có lõi trong với hình dạng chuẩn theo khuôn đúc, do xốp không bị co ngót và biến dạng trong quá trình thi công. Các cạnh vát cũng giúp cho hai mặt sàn trên dưới chống lại các ứng suất và phá hoại cục bộ. Sàn SPRO hoàn thiện nổi bật với khả năng chống võng và kháng chấn ưu việt, khả năng chịu tải lớn do cấu tạo thành hệ dầm chữ Y trực giao nối tiếp nhau. Các dầm viên bo kín khóa các cạnh ngoài sàn là các vị trí chịu tải trọng của tường xây bao tre. Vị trí các nấm đầu cột là vị trí có moment uốn và lực cắt lớn nhất trong sàn được đổ bê tông đặc, đảm bảo chịu uốn và chịu cắt do được tính toán và bố trí thép chịu lực hợp lý. Sàn phẳng vượt nhịp lớn tạo không gian kiến trúc phẳng đẹp, rộng rãi, thoáng đãng và hiện đại. Không gian phẳng đẹp dễ dàng chia phòng, linh hoạt trong bài trí kiến trúc. Sàn có khả năng xây tường linh động tùy ý trên sàn mà không phụ thuộc vào vị trí dầm đỡ phía dưới. Các ưu điểm có thể kể đến của sàn SPRO là khả năng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ hơn nên hệ kết cấu móng, cọc, khung cột đỡ sẽ nhỏ hơn. Mặt bằng công trình mất ít diện tích cột chiếm chỗ sẽ mang đến một không gian rộng hơn, tối ưu về công năng và diện tích sử dụng. Sàn không có dầm cao nên tiết kiệm về chiều cao công trình, nâng chiều cao thông thủy và từ đó tăng số tầng của công trình với cùng chiều cao thiết kế. Việc tiết kiệm chiều cao công trình sẽ giúp tiết kiệm cả diện tích hoàn thiện ngoài, đường ống kỹ thuật chạy đứng và cũng giúp công trình ổn định hơn trước tác động của các hoạt tải theo phương ngang như gió và động đất. Do sàn SPRO có lõi xốp đồng nhất nên khả năng cách âm cách nhiệt ưu việt hơn hẳn so với sàn truyền thống và các mẫu sàn lõi rỗng thông thường khác. Các công trình xây dựng bằng giải pháp sàn SPRO thường mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, ít hao phí về năng lượng, tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng, không mất chi phí xử lý chống nóng, chống ồn, giảm giá thành trong xây dựng. Sàn không dầm nên diện tích trần cũng ít hơn, từ đó giảm chi phí cho các công tác hoàn thiện trần. Việc chạy các loại đường ống kỹ thuật cũng tiết kiệm và đơn giản hơn rất nhiều so với các sàn có dầm cao, hạn chế tối đa các điểm gãy khúc và mối nối, giảm chi phí và tăng độ bền cho hệ đường ống kỹ thuật. Không gian phẳng đẹp loại bỏ triệt để các lỗi về phong thủy kiến trúc thường gặp. Với những ưu điểm nổi bật trên, giải pháp kết cấu sàn SPRO đang góp phần mang lại những không gian kiến trúc thoáng đãng hiện đại, tạo ra sự linh hoạt đa dạng cho các mẫu nhà, công trình xây dựng, kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng.